Chê ca sĩ Mỹ mặc áo dài không quần, Ngô Thanh Vân bị khui lại ảnh áo dài không nội y. Mới đây, hình ảnh Ngô Thanh Vân mặc chiếc áo dài cách điệu xuyên thấu được cư dân mạng lan truyền rộng rãi. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục được cho là giống áo dài nhưng chất liệu vải xuyên thấu bị chỉ trích dữ dội, thậm chí, nữ diễn viên không mặc nội y. Chiếc áo cách điệu hở phần bụng cũng bị cho là thiếu tế nhị, làm hỏng hình ảnh áo dài truyền thống Việt Nam. Điều này khiến nhiều khán giả thất vọng khi nữ diễn viên cũng mặc quốc phục theo hướng phản cảm nhưng rồi lên tiếng chỉ trích Kay Musgraves. Cô ấy là người Việt Nam, sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhưng mặc áo dài thế này đây. Hỏi cô ấy xem đã tìm kiếm thông tin để mặc áo dài cho đúng cách chưa. Cô ấy cũng không mặc nội y thế mà lên tiếng dạy đời người khác. Một tài khoản gay gắt viết. Thất vọng về chị, không nghĩ Ngô Thanh Vân lại có hành động như vậy. Trước khi nhận xét về người khác thì nên nhìn lại bản thân mình đi. Nhiều bình luận chỉ trích dành cho Ngô Thanh Vân. Hiện tại, rất nhiều khán giả vào trang cá nhân của Ngô Thanh Vân để lại những bình luận khiếm nhã. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn chưa hề lên tiếng về sự việc. Trước đó, ca sĩ Kay Musgraves đã đăng tải một vài hình ảnh tại hậu trường buổi diễn ở Dallas, Mỹ, lên trang cá nhân. Trang phục cô mặc trong đêm diễn này là quốc phục của Việt Nam, áo dài. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhạc đồng quê lại không mặc quần như truyền thống mà thay vào đó là quần nội y.